Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với công ty xe nâng TFV Việt Nam. TFV là đại lý chính thức của tập đoàn Kion Group, tập đoàn xe nâng lớn nhất tại châu Âu. Và hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc xe nâng dầu Toyota cũ của Nhật. Tải trọng nâng là 2 tấn, chiều cao nâng tối đa là 3 mét. Xe còn chạy rất là mượt và xe còn khá là mới luôn ạ. Mọi người có thể thấy này, hệ thống thủy lực lên giữa hệ thống nâng hạ còn rất là hoạt động, rất là trơn tru. Xe được sản xuất năm 2016 và đời cao nhất 8 FD. Chiếc xe này thực sự là để mà nó đánh giá thì nó phải đến 90% như một chiếc xe mới luôn mọi người nhé. Ai mà sở hữu được em này thì quá là tuyệt vời luôn. Bánh xe còn rất là mới luôn mọi người. Động cơ này, động cơ mọi người có nghe rất là êm. Và dòng này rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Xe mới chạy được 8.700 giờ này mới. Phải nói một chiếc xe này là quá là tuyệt vời cho các doanh nghiệp, các công ty cũng như là các đơn vị mà cần sử dụng để nâng hạ những hàng hóa dưới 2 tấn mọi người nhé. Nếu có bất cứ câu hỏi gì về xe nâng hay muốn mua xe nâng cũ mới thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới để chúng em có thể tư vấn hỗ trợ mọi người chọn được chiếc xe nâng phù hợp nhất với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay. Ngoài cung cấp xe nâng thì TFV còn chuyên cung cấp phụ tùng xe nâng chính hãng của Toyota, Komatsu, TCM. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.